tất cả đều đang chờ đợi tiếng còi khai cuộc của trọng tài Ngọc Châu. Và như vậy là trận đấu tâm điểm tại vòng đấu thứ 10 của Night World V-League 1 2023-2024 đã chính thức được bắt đầu. Khá tốt, Henrio sút bóng bằng chân phải, nguy hiểm. Thủ thành Minh Hoàng đã kịp thời cứu thua cho câu lạc bộ Maryland Quy Nhơn Bình Định. Đồng đội đang dâng lên. Vẫn là một tình huống cố gắng phối hợp của các cầu thủ ở hàng công của câu lạc bộ Maryland Quy Nhơn Bình Định. Cơ hội không chế tốt. Vẫn còn dứt điểm. Không vào. Họ đang cố gắng kiểm soát bóng ở ngoại vi. Pha thoát xuống là của Văn Toàn, đưa bóng vào. Dứt điểm. Goal! Ngay lập tức là một động thái không ăn mừng đến từ Rafaelson. Kịch bản ấy cứ lặp đi lặp lại. Rafaelson luôn sẵn sàng ở phía trong và đón nhận những tình huống căng ngang hay tạt bóng của đồng đội và tung ra những cú dứt điểm nhanh, gọn, sắc lẹm. Đưa bóng vào, Văn Thuật. Cú dứt điểm kỹ thuật, không vào. Thép Xanh Nam Định vẫn đang dẫn trước 1-0 nhờ bàn thắng của Rafaelson. Văn Toàn đang cố gắng băng lên, chiếm lĩnh được vị trí và có bóng. Đường căng ngang, cơ hội, không vào. Văn Toàn chủ đích tặng quà thêm một lần nữa cho Rafaelson. Leander qua người, sút bóng, dứt điểm, vẫn không vào. Khá tốt, Leander sút bóng, vào. Đây rồi, không còn là sự tiếc nuối nữa. Sân Quy Nhơn bùng nổ với bàn thắng của Leander. Văn Thuận đưa bóng bằng má ngoài, cơ hội để dứt điểm. Hà Đức Chinh, Hà Đức Chinh là người đã ghi bàn. Một bàn thắng rất ý nghĩa với Hà Đức Chinh. Một bàn thắng để dành tặng cho đứa con sắp chào đời. Một bàn thắng để giúp cho Maryland Quy Nhơn Bình Định vượt lên. Thêm một quả tạt nữa, Rafaelson. Rất đáng tiếc cho Thép Xanh Nam Định. Và chúng ta hiểu được phản ứng của các cổ động viên đội chủ nhà. Tiếng còi kết thúc đã vang lên từ trọng tài Ngọc Châu. Maryland Quy Nhơn Bình Định đã mang lại một buổi chiều thứ bảy đầy ý nghĩa với chiến thắng trước đội bóng đang đứng đầu bảng, Thép Xanh Nam Định. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.